trong 30 năm cộng tác với Paris by Night. Show Paris by Night 134, Nguyễn Ngọc Ngạ, lời cảm ơn là show vất vả nhất của Trung tâm Thiên Nga. Nếu quý vị ghé đây khoảng 4-5 ngày trước, nó không có một cái gì cả, nó chỉ là một cái nhà kho. Bắt đầu dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, thuê ghế chở đến, để trải thảm, để lót, nó tất cả bao nhiêu công việc. Và 500 người làm, tất cả đều phải làm ban đêm. Đạo diễn là một nhóm chuyên viên từ bên Pháp, rồi các chuyên viên sân khấu thì từ bên Mỹ, anh em chuyên viên cũng như là nhân công mang từ Việt Nam, và một nhóm đông nữa là từ Thái Lan. 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Thái. Và 500 người đó làm việc ngày đêm. Tôi rất là xúc động vì từ ngày đầu tôi đã đến thì sau 5 ngày chúng tôi mới có được một cái sân khấu vĩ đại, đầy đủ như thế này, là công trình của biết bao nhiêu người. Cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức sau hậu trường mà không ai biết bao giờ cả. Họ là những người vô danh, nhưng không có họ thì chúng ta không có cái chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tôi ở Việt Nam qua xem cái show này, tôi rất là vinh dự được dự cái show này. Tôi thấy ấm lòng người Việt Nam dữ lắm. Người Việt Nam qua rất là đông. Show thật đẹp và theo ý muốn của chúng tôi, mong là Paris sẽ có chương trình này mãi mãi để chúng tôi được qua đêm đây coi luôn. Xin chào. Chúng tôi mong Trung tâm Thúy Nga sẽ mãi mãi trường tồn và chúng tôi luôn luôn ủng hộ Trung tâm Thúy Nga. Chị cảm thấy rất là hân hạnh và rất là danh dự. Là chị chỉ mong rằng khán giả sẽ hài lòng với cái chương trình mà mình làm ngày hôm nay. Rất là cảm kích cho chú Ngạn là đã có một cái cuộc đời nghệ thuật rất là như nào, rất là hoành tráng, rất là đẹp trong lòng người hâm mộ. Nhưng mà phải nói là vì Trung tâm Thúy Nga làm chương trình quá đồ sộ, cho nên Nguyễn cũng phải qua trước, cũng giống như Dũng vậy, là qua trước rồi tập với dancer đó, rồi sau 3 ngày đúng rồi phải bay về lại Việt Nam, rồi sau đó đúng rồi, bây giờ mới lại qua đây rồi, bây giờ hôm nay bắt đầu mới là để rehearsal. Thì nói chung là làm việc cái Thúy Nga trong bao nhiêu năm nay rồi thì mỗi một chương trình thì đều là có một cái sự nó đặc biệt và nó khác lạ. Nhưng mà phải nói là đây là lần đầu tiên là Thúy Nga thu hình tại ở Thái Lan, cho nên là Nguyễn nghĩ là cái sự đầu tư về kinh phí, về vật lực, về vật chất, về tất cả thì Nguyễn nghĩ là rất là vất vả. Tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều rất là mong chú thật là nhiều sức khỏe, mặc dù là bề hưu, nhưng mà mong rằng có một lúc nào đó từ những một cái câu chuyện hàng ngày nào đó được gặp gỡ chú, được nhìn thấy chú vui vẻ, nhìn thấy đời sống bình an. Đó là điều mong muốn không những riêng quan trọng mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ, và luôn luôn cầu chúc chú Ngạn và cô Diệp luôn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Alors c'était marrant parce que c'est très émouvant de dire que ça a été son dernier show. Moi j'ai réalisé le premier show qu'il a présenté à Paris. Riêng cá nhân Thái Châu và Hương Lan cũng như đại gia đình âm nhạc Thúy Nga nói lên lời từ giã với anh Nguyễn Ngọc Ngàn. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và gia đình luôn bình an hạnh phúc. Mặc dù không được đứng chung sân khấu với anh, nhưng mà những kỷ niệm đó với anh không thể nào chúng em quên được.
cái điều đặc biệt hơn nữa, xúc động hơn nữa khi mà được trở lại sân khấu Thúy Nga, được hát trong một cái số rất là ý nghĩa, gọi là last show của chú Nguyễn Ngọc Ngạn, mà lại còn được opening nữa, cho nên Tóc Tiên cảm thấy rất là vinh dự luôn. Chúng ta học hỏi đi chú rất là nhiều, từ những văn học cho đến những câu chuyện dí dỏm, cũng như những cái quan điểm sống về cái cuộc đời của chúng ta. Đây là một chương trình phải nói là rất ý nghĩa và đặc biệt. Không biết bao giờ thì chúng ta mới có dịp được đứng chung và hát và có nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn nữa hay không? Cái vị trí của chú nó sẽ không có ai có thể đụng tới được nữa. Nó là một cái huyền thoại rồi, một cái gì nó quá sức là iconic. Cho nên con xin chúc mừng chú với những gì chú đã làm được để mà để lại cho những thế hệ sau này tụi con có thể hấp thụ, có thể hiểu biết hơn về quê hương cũng như là những cái câu chuyện hay, chuyện vui, chuyện buồn của quê hương mình. Con cảm ơn chú.